Hôm nay Tofu sẽ mang đến cho mọi người một bộ phim hồi hộp kinh dị, Inheritance. Anna là một công tố viên chính trực, luôn giúp đỡ người bị hại chân chính đòi lại công lý. Bố là một tỷ phú có tiếng. Anna ngày hôm đó đang sức đầu mẻ trắng với công việc, còn bố của cô đang chạy hoảng loạn trong rừng, nhìn rất cực khổ. Không lâu sau đó thì chết ở trong xe. Cuối cùng cảnh sát điều tra, nguyên nhân cái chết là do bệnh tim đột ngột phát tác. Sau đó gia đình làm lễ tang cho bố, sau tang lễ gia đình quan tâm nhất là tài sản ông ấy để lại. Mẹ được chia phần lớn nhất, em trai được chia 20 triệu đô la. Anna chỉ có được 1 triệu đô la, khoảng cách đúng là quá lớn. Đúng như mong đợi, anh luật sư da đen cũng tìm đến Anna, đưa cho cô ấy một phong thư, bên trong có một chùm chìa khóa và một cái USB. Anna mở USB ra, bên trong là video ghi lại lúc bố còn sống. Trong video bố đang rất áy náy với Anna, có một chuyện bố vẫn chưa dám nói với con. Lúc bố còn sống đã phạm phải một sai lầm, bí mật này con phải giữ kín, bởi vì con là con gái trưởng của gia đình, con có năng lực xử lý chuyện này, bố không thể nói quá rõ ràng, sợ có người nghe lén. Đáp án chính là ở hầm gần nhà, quan trọng nhất là chân tướng được chôn dưới đất. Anna mang theo nghi vấn đến khu rừng, tìm được cái hầm đó, sau đó cũng liều mình đi vào. Lúc đi đến đường cùng thì phát hiện ra một cánh cửa sắt, lúc cô ấy mở đèn thì có một ông lão xuất hiện ngay trước mặt. Anna đã bị dọa, ông lão bị trói bằng dây xích, xem ra đã ở đây rất lâu rồi. Anna từ từ tiến lại, đột nhiên ông lão co rúm lại, dọa cô ấy phải bỏ chạy. Cô ấy chạy một mạch về nhà, đợi đến lúc đã bình tĩnh lại, định báo cảnh sát, nhưng lại sợ chuyện này bị đưa ra ánh sáng, sẽ ảnh hưởng đến gia đình của cô ấy, đến cuối cùng vẫn là tắt điện thoại. Đến đêm, Anna nhìn bức ảnh của bố, rồi quyết định tìm hiểu mọi thứ. Ngày thứ hai cầm lấy khẩu súng đi đến tầng hầm, nhìn thấy ông lão đang ngủ, lén lút cắt móng tay cho ông ấy. Đột nhiên ông lão mở mắt, Anna sợ ông lão nhìn thấy mình nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Lần sau cô đã mang mặt nạ đến tầng hầm, nhưng đây chỉ là điều thừa thải. Ông lão không chỉ biết cô ấy là ai, còn rất hiểu rõ từng người trong nhà cô. Anna đành tháo mặt nạ xuống, bắt đầu nói chuyện với ông lão. Ông lão nói rất nhiều nhưng lại không nói trọng điểm. Cuối cùng ông ấy nói ra một yêu cầu, mua cho ông ấy một miếng bò bít tết thì ông ấy sẽ nói cho cô biết. Sau đó Anna đành rời đi. Tiếp theo cô gửi các móng tay ấy cho cảnh sát riêng, nhờ cậu ấy điều tra giúp xem ông lão ấy là ai. Sau đó mua bít tết cho ông lão, cô lại đến tầng hầm đó. Ông lão nhìn thấy bít tết mới bắt đầu giới thiệu bản thân. Ông ấy tên John, lúc Anna còn chưa ra đời thì đã quen biết với bố của Anna rồi. Bởi vì có cùng sở thích, thích đánh bạc, kiêu ngạo, thích kén gái, cho nên trở thành bạn bè. Hai người ở sòng bạc lên như diều gặp gió, mỗi ngày đều sống vui vẻ trong men rượu, cho đến một ngày hai người cùng uống say, chuẩn bị đến sòng bạc chơi, kết quả trên đường đi đâm vào một đứa học sinh. John sợ hãi, vốn định báo cảnh sát, nhưng bố Anna lại hoảng sợ bản thân sẽ ngồi tù, mất đi tất cả. Mặc dù John đã phản đối, vẫn khăng khăng xử lý thi thể, như vậy cảnh sát sẽ không điều tra ra được. Nhưng sau khi xử lý thi thể, bố Anna đã tấn công John, sau đó giam cầm ở tầng hầm này. Bố Anna không giết John, mà coi như một con vật nuôi ở đây. Con thường đến chơi cờ với ông ấy, nói hết những chuyện bên ngoài. Thời gian cứ vậy mà 30 năm đã trôi qua, đương nhiên đó chỉ là lời một phía của John. Anna không tin, hơn nữa bố Anna đã chết rồi, chết không đối chứng. John đành nói ra tin tức có thể kiểm chứng được, bố của Anna bên ngoài ngoại tình, cùng một cô gái tên Rose, đã nói đến địa điểm cụ thể. Anna theo địa chỉ ấy đến tìm, cũng tìm được Rose, còn phát hiện được Rose và bố đã có con trai. Điều này khiến nội tâm Anna phải chịu một cú sốc, hình ảnh người bố tốt đẹp trong chớp mắt liền sụp đổ. Mặc dù chuyện này là thật, nhưng Anna vẫn không tin bố mình giết người. Sau đó Anna tìm mẹ, hỏi mẹ có quen người đàn ông tên John hay không, nhưng mẹ nói không quen. Còn phía bạn bè, móng tay cũng không cho ra kết quả. Vì muốn nhanh chóng tìm ra sự thật, vậy nên Anna cầm khẩu súng, bắt John chỉ ra địa điểm chôn người lúc đó. Không ngờ rằng đã lâu như vậy, John vẫn nhớ chỗ đó, ung dung đưa Anna đến chỗ giấu xác, sau đó ngồi sang phía bên cạnh hút thuốc. Anna lập tức bắt đầu đào. Không lâu sau đã lộ ra bộ xương người, Anna lập tức lấp đất lại, rồi đưa John về lại tầng hầm. John thấy Anna đã tin tất cả, rồi lại đưa yêu cầu thả mình ra, và hứa bản thân sẽ không nói ra gì cả. Nhưng lúc đó nội tâm Anna rất hoảng loạn, cô vẫn không thả John. Về đến nhà, Anna cảm thấy trời sắp sập rồi. Bố không chỉ ngoại tình mà còn giết người nữa, rồi còn nhốt bản thân tận 30 năm. Đã phá vỡ hình tượng người bố trong lòng cô. Trải qua màn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô quyết định thả hai người. Ngày thứ hai, cô ấy tìm đến anh da đen, yêu cầu anh ấy chuẩn bị cho John một thân phận mới, chuẩn bị 1 triệu đô la và máy bay tư nhân, nói muốn đưa John đến một nơi khác. Anh da đen cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ của Anna rất đơn giản, muốn cho John chút tiền để cho anh ấy hưởng thụ hết quãng đời còn lại không quay về. Sau đó sắp xếp Anna mang đến cho John một bộ quần áo mới để cho anh ấy thu dọn. Đừng nói đã trang trí qua, cảm thấy bỗng hưng phấn hẳn. Anh da đen mặt khác cũng đã chuẩn bị hết. Trước khi lên máy bay, Anna đột nhiên uy hiếp John, nếu như quay trở về sẽ ghim vào đầu anh ấy chuyện tai nạn 30 năm trước, khiến cho nửa quãng đời còn lại của anh ấy sống không yên. Nhưng John thể hiện rằng hãy yên tâm đi, sẽ sống yên ổn, không đến làm phiền cô nữa. Sau đó Anna trở về hầm trú ẩn thu dọn tàn cuộc. Lúc thu dọn, cô ấy phát hiện ở dưới giường có một kim tiêm và một lọ thuốc bị lấy cắp. Lúc này người bạn cảnh sát lại gọi điện thoại tới, đã tìm thấy thông tin quan trọng, tài liệu liên quan đã được gửi đi. Thế là Anna nhanh chóng về điều tra. Không may là mẹ đã về nhà trước cô ấy, nhìn thấy thư trước cửa nhà, thuận tay cầm lấy. Sau đó đã mở thư ra, nhìn thấy bức ảnh trong thư, liền hỏi Anna tại sao có ảnh của Carl. Anna bị hỏi dồn dập, rõ ràng người này là John, tại sao lại là Carl chứ?
lại xem những tài liệu bạn cô gửi. Người gốc tên là Carl, hơn nữa là kẻ giết John đã mất tích. Sau đó nói hết những gì ở hầm trú ẩn ra. Mẹ đã giật mình hoảng hốt, tỏ rõ Carl là một kẻ nguy hiểm và điều tra anh ta ở đâu, nhưng đã thả người rồi. Anna trở nên rất sợ hãi, để mẹ đóng cửa xong, chứng tỏ mình có thể giải quyết mọi việc. Sau đó nhanh chóng liên lạc với anh da đen. Không ngờ điện thoại của anh da đen đã tắt, thế là mau chóng lái xe về phía trước. Khi cô ấy đuổi kịp thì đã muộn rồi, anh da đen đã bị giết thảm hại. Rõ ràng Carl chưa rời khỏi đây mà ở lại chuẩn bị báo thù. Anna mau chóng gọi điện thoại cho mẹ, nhưng máy của mẹ cô đã tắt. Về tới nhà, cô phát hiện cha mẹ không có nhà, nhanh chóng đến hầm trú ẩn quan sát. Quả nhiên mẹ cô đang nằm trên đó. Lúc này Carl đột nhiên phát hiện, nhìn Anna và chào hỏi cô, sau đó tắt bóng đi. Carl đã quen với bóng tối trong hầm trú ẩn. Anna chế ngự rất nhanh và dùng xích khóa lại. Tiếp theo là màn biểu diễn của hắn ta. Hóa ra hắn mới chính là hung thủ. Sự việc năm đó là như thế này: hắn ta vì vẻ đẹp của người mẹ nhân cơ hội đánh thuốc mê, sau đó cưỡng hiếp người mẹ, còn làm cho người mẹ có thai. Nhưng người mẹ không nén cơn giận lại, nói với người bố. Biết được chuyện này, người bố đã đánh đập Carl một trận, thế là lái xe đưa hắn ta tới cục cảnh sát. Không ngờ trên đường lại đâm phải một bạn học sinh. Kết quả Carl đã trực tiếp giết cậu bé đó. Tai nạn giao thông bình thường đã trở thành một vụ cố ý giết người, còn lấy chuyện này uy hiếp người bố, dự định bóp chết người bố. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong lúc chôn cất thi thể, bố đã đánh ngất Carl, nhốt hắn ta vào hầm trú ẩn. Người bố không muốn tự tay giết người, thế là cho hắn uống thuốc độc tự sát. Không ngờ hắn ta lại giấu đi lọ thuốc độc, luôn tìm cách phục thù bố. Cuối cùng đợi tới trời sáng, khi bố và hắn ta chơi cờ, nhưng lúc ông ấy không đề phòng, hắn đã tiêm thuốc độc vào người bố, cho nên mới có màn mở đầu, bố chết trên chính chiếc xe của mình. Carl giết chết bố, cũng cho rằng mình sẽ chết trong hầm trú ẩn. Không ngờ Anna lại đến đó, mang tới cho Carl một hy vọng. Thế là bắt đầu đổi trắng thay đen lừa Anna, cho tới khi bản thân được thả ra. Lúc này Anna bắt đầu xúc phạm Carl và hắn đã xông lên đánh cô, kết quả lại bị thương ở má. Điều này khiến Carl rất tức giận và hét lớn lên: ta mới là bố của con. Chính là tại lúc này, mẹ lén nhặt súng, không chút do dự bắn chết Carl. Sau đó Anna và mẹ đổ đầy rượu và dầu vào hầm trú ẩn, châm một mùi lửa, chôn vùi tất cả ở dưới lòng đất vĩnh viễn. Điều này cũng lặp lại với những gì bố nói trong video, chôn vùi sự thật vào lòng đất. Một người đàn ông sinh sống trong bóng tối suốt 30 năm, tinh thần lại tốt như vậy, tại sao một nữ công tố viên lại tin những gì anh ta nói? Điều này khiến tôi không thể giải thích. Hết rồi, bộ phim hôm nay tới đây là kết thúc.